Đúng 3 ngày tới, 4 con giáp đón mưa vàng lũ bạc ùn ùn đổ về, tiền vàng chất cao như núi, chính thức đổi đời giàu to. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong suốt cuộc đời chúng ta ấy, thì ai ai cũng biết cuộc sống vốn dĩ là cái điều vô thường. Những cái điều xảy ra ngày mai hầu hết là chúng ta không thể lường trước được. Chúng ta đều biết vạn vật, vạn sự vận động trong cái thế giới này đều có một quy tắc nhất định. Bất kể là các mùa trong năm hay là gì, các sự kiện mưa, gió, bão, bùng, sấm sét thì cũng đều tuân theo cái quy luật bất định của cái vũ trụ này. Tất thể đều phải gì vận động theo quy luật nhất định. Và vận mệnh của con người chúng ta cũng vậy, cũng đều bị ảnh hưởng bởi cái quy luật đó. Chỉ có một số ít người nắm được cái thời cơ, vất lên như diều gặp gió, đổi vận giàu sang, an nhàn trong chớp mắt. Trong đó sẽ có 4 con giáp được hé lộ rằng đúng 3 ngày tới đây sẽ lội ngược dòng, tiến đến cái thành công. Có số được hưởng lộc trời ban, dù đang nợ nần thế nào đi chăng nữa thì 3 ngày tới đây chắc chắn sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thần tài chỉ đường dẫn lối. Các cát tinh nó xoay chiếu khiến cho mọi việc nó hanh thông thuận lợi. Làm ăn thì phát tài, tiền tài nó cũng ùn ùn đổ về chật két. Trong tương lai thì nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, an nhàn sống trong cảnh hạnh phúc bên gia đình. Vậy thì đó là những con giáp nào, cụ thể là tuổi nào? Và những con giáp này có số vô quý ra sao? Hãy cùng Tử Thông luận giải trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì Tử Thông cũng chia sẻ cùng quý vị về cái vận trình của 4 con giáp may mắn trong 3 ngày tới. Thì trong 3 ngày tới, ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 5 âm lịch, nó chính là ngày Mậu Thân, Kỷ Dậu và ngày Canh Tuất. Đấy, thì 3 ngày này nó được cái cục diện tam hội là Thân, Dậu, Tuất. Vậy nên con giáp may mắn đầu tiên mà chúng ta không thể không kể đến đó là những người tuổi Tỵ, đúng không ạ? Một là tuổi Tỵ. Đầu tiên là chúng ta được cục diện là gì? Trong 3 ngày tới, ngày Mậu Thân được cục diện Tỵ Thân lục hợp, đúng không ạ? Tỵ Dậu Sửu là tam hợp, và ngày Canh Tuất thì được gì? Được cục diện ngũ hành tương sinh. Vậy nên những người tuổi Tỵ là một trong con giáp may mắn cực kỳ trong 3 ngày tới khi xét về cả âm dương ngũ hành và thiên can địa chi. Nói chung ấy, trong thời gian này thì cái vận trình của những người tuổi Tỵ khá là rực rỡ. Bất kể là sự nghiệp hay là tài vận thì đều có những cái thu hoạch nhất định. Đây cũng là cái thời điểm để bản mệnh đón thêm những cái vận may về tài lộc và có nhiều cái chuyển biến tốt trong cái sự nghiệp của mình. Theo đó, cái vận may của quý vị không ngừng gia tăng trong cái thời gian này. Hầu hết công việc của các bạn sẽ được thuận buồm xuôi gió. Những người kinh doanh sẽ chốt đơn ầm ầm. Những người làm công ăn lương thì sẽ được cấp trên tôn trọng và nhận thêm các dự án, công việc để mà tăng thêm cái thu nhập. Các bạn còn được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên cũng gặt hái được rất nhiều cái thành công. Bên cạnh đó, những người tuổi Tỵ trong thời gian này lại được gì nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa và lại được cái cát tinh tử vi nó soi chiếu. Vậy nên, trong thời gian này, cái sự nghiệp có những cái bước tiến triển rõ rệt hơn so với khoảng thời gian trước đó. Các kế hoạch, các dự án công việc đều có sự tăng trưởng nhất định. Cái lưu niên nó ủng hộ, nó cũng là cái yếu tố giúp cho những người tuổi Tỵ nói chung lại thêm phần quyết tâm theo đuổi cái mục tiêu của mình. Nói chung ấy, tình hình thì ngày càng ổn định hơn. Các bạn cũng tự tin phát huy được cái năng lực của bản thân, gặt hái được thêm những cái thành tích sáng sủa. Bên cạnh đó, tài năng và cái sự cố gắng của các bạn cũng sẽ được đánh giá cao của cấp trên, từ đó có cơ hội cất nhắc tăng lương, tăng thưởng. Bên cạnh đó, sức ảnh hưởng của những người tuổi Tỵ trong tập thể thì cũng ngày càng được gia tăng, được người trên kẻ dưới hết lòng mà kề vai sát cánh. Nếu là những người lãnh đạo ấy, thì quý vị cũng sẽ nhận được cái sự tôn trọng và tin tưởng của cấp trên. Nhờ có cái đầu óc tỉnh táo và những cái quyết định sáng suốt, các bạn có thể đưa ra được những cái quan điểm, những cái định hướng chính xác, đem về những cái lợi nhuận cho công ty cũng như là lợi ích cho những người dưới quyền mình. Nói chung trong 3 ngày tới, mùng 8, mùng 9, mùng 10, tức là rơi vào ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, thì với cái sự khéo léo của bản thân, những người tuổi Tỵ cũng xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa. Những người mà trước nay vốn thân thiết và nhìn nhận cái năng lực của các bạn có thể chính là quý nhân. Đó, đối phương có thể là cho các bạn những cái ý kiến hữu ích, giúp các bạn vươn tay chạm đến những cái cơ hội hiếm có và dễ dàng đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái tài vận của những người tuổi Tỵ cũng có những cái dấu hiệu thăng tiến vượt bậc. Các bạn sẽ cảm thấy tài lộc
của mình ấy nó được cải thiện, đặc biệt là các vấn đề về kinh doanh đầu tư hay là quản lý tài chính thì cũng đều được diễn ra hanh thông và suôn sẻ. Bên cạnh đó thì người lệnh nó cũng ủng hộ và lại được cái cát tinh nó chiếu mệnh nữa, nên là cái chuyện buôn bán kinh doanh thì cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió. Các bạn còn ký kết được những cái hợp đồng có giá trị bạc tỷ, đúng không ạ? Thêm nữa, con giáp này có thể là gì? Đưa ra những cái quyết định sáng suốt và thu được cái lợi nhuận tốt. Thời điểm này cũng thích hợp để quý vị mạnh dạn đẩy mạnh các kế hoạch. Vì vậy, nếu mà thấy đối tác hoặc là có cơ hội phát triển ấy thì quý vị nhanh chóng nắm bắt. Đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để cho các bạn xây dựng và mở rộng các mối quan hệ trong công việc làm ăn, tạo tiền đề cho cái sự nghiệp trong tương lai sẽ diễn ra suôn sẻ, hài hòa. Đó. Cũng như là gì, trong thời gian này các bạn cũng sẽ gặp được những đối tác đáng tin cậy. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì mọi thứ đang tiến triển đúng theo cái định hướng của những người tuổi Tỵ. Vậy nên quý vị cần phải tập trung vào công việc và không được phân tâm. Đó. Bên cạnh đó, may mắn thì cũng chỉ là một phần thôi. Mà cái quan trọng ấy là cách mà bản thân nắm bắt lấy cái may mắn. Bởi khi mà các bạn cố gắng ấy thì cuộc sống sẽ được thịnh vượng, giàu có và hạnh phúc. Vậy nên để bảo vệ cái thành quả của mình và gia tăng cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, trong ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10, tức là ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, thì được cục diện tam hội là Thân, Dậu, Tuất. Vậy nên con giáp may mắn tiếp theo mà chúng ta phải kể đến trong 3 ngày tới đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì các chuyên gia tử vi học cũng có dự báo đó, tình hình tài chính của những người tuổi Thân bỗng trở nên cực kỳ là rực rỡ và hanh thông. Thì đây là cái khoảng thời gian mà bản mệnh bắt đầu thoát khỏi những khó khăn và cũng sẽ gặt hái được những cái thành công nhất định. Theo đó, cái vận trình của những người tuổi Thân ấy nó tăng lên đáng kể nhờ được nhiều cái cát tinh tài lộc nó xoay chiếu. Dù bản mệnh là những người làm ăn kinh doanh hay đơn giản là những người làm công ăn lương ấy, thì đều dùng tính tiền tiêu, nhận được những cái dự án đầy triển vọng. Bởi vậy cho nên cái cơ hội có được cái nguồn thu nhập gia tăng như là hoa hồng thưởng nóng là cái điều vô cùng là gì, vô cùng cần thiết. Trong thời gian này, những người tuổi Thân vốn là những người thông minh khôn khéo, quý vị lại còn biết cách ứng xử và rất linh hoạt trong các trường hợp cả công việc lẫn cuộc sống. Nhờ đó mà công việc của họ cũng sẽ được thuận lợi hơn, được cấp trên đánh giá cao. Trong thời gian này thì những cái dự định của bản mệnh cũng sẽ được thực hiện một cách là suôn sẻ và gì có một cái sự tính toán kỹ lưỡng. Lại được cát tinh nó xoay chiếu khiến cho mọi chuyện trong thời gian này cũng được sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, nói chung ấy, cái vận khí của những người tuổi Thân đang trên đà tăng tốc khá là nhanh và ổn định. Các bạn làm đâu thì hưởng đến đấy, càng chăm chỉ lại càng được lợi. Công việc nói chung thì trong thời gian này cũng không có quá nhiều cái biến động. Các bạn xử lý ổn thỏa mọi vấn đề, các kế hoạch diễn ra êm đềm và đều đặn. Đồng nghiệp thì quý mến, cấp trên thì tin tưởng, hiệu suất công việc thì không có điều gì để chê được cả. Có người còn may mắn còn được quý nhân trợ giúp. Nhìn chung ấy, cái cơ hội để mà phát triển khá là nhiều. Song cũng tồn tại những cái thách thức cần những người tuổi Thân ấy cần phải lưu tâm. Cái vận trình thì nó khởi sắc, đó, chính tài, thứ tài đều rất là khả quan. Cái việc làm giàu đang nằm trong tầm tay. Vậy nên cái tham vọng sẽ được thể hiện rõ ràng hơn trong thời gian này. Những người làm đầu tư kinh doanh thì cũng khá là mát tay nhờ nắm bắt được cái xu thế của thị trường và đảm bảo bản mệnh sẽ thu được một cái tiền về để túi. Bên cạnh đó lại được cái nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa nên là cái vận trình đào hoa cũng khá là rực rỡ. Nhân duyên thì thuận lợi tốt lành. Những người độc thân thì tìm được cái đối tượng để mới tiếp cận. Bên cạnh đó, tình cảm vợ chồng thì hài hòa, gia đạo thì yên ổn, có thể đón tin vui trong thời gian này. Đó. Không những vậy, sức khỏe của những người tuổi Thân trong thời gian này thì cũng sẽ được đảm bảo. Đấy, quý vị cũng nên luyện tập thể dục thể thao đều đặn để gia tăng thêm sức khỏe cho mình, quý vị nhé. Quý vị thân mến,
Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, cũng như là để tăng cường cái vận trình nhân duyên, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị đó là những người tuổi Dậu, đúng không ạ? Những người tuổi Dậu được cục diện là gì? Tam hội là Thân, Dậu, Tuất, nó tương trợ giúp đỡ. Nói chung ấy, xét về cái vận khí trong 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thì tuổi Dậu ấy sẽ có sự nhảy vọt cái về chất lẫn về lượng, khi mà được rất nhiều cái cát tinh nó phù trợ, giúp cho sự nghiệp được thuận lợi hanh thông, làm ăn buôn bán thì phát đạt, tiền bạc thì bội thu. Những cái nỗ lực, những cái cố gắng của các bạn trong thời gian trước đó, từ đầu năm đến giờ cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Nói chung ấy, gia chủ trong thời gian này sẽ gặt hái được những cái thành công ngoài cả cái sự mong đợi. Những người tuổi Dậu sẽ có nhiều cái cơ hội để được thăng tiến trong công việc. Nhưng mà quý vị nên nhớ là cây cao thì bao giờ cũng đón gió, nên là quý vị cần phải hết sức cẩn thận với những kẻ tiểu nhân hoặc là kẻ thù ngầm luôn tìm cách mà ngáng chân, ngấm ngầm hãm hại. Những ai mà làm công ăn lương ấy thì cũng sẽ có cơ hội được cất nhắc, được thăng chức, được tăng lương. Nếu biết nắm bắt lấy cái thời cơ, các bạn có thể sẽ đạt được những cái thành tựu đáng kể trong cái công việc. Còn những người mà đang kinh doanh buôn bán sẽ có nhiều cái cơ hội để mở rộng quy mô, phát triển cái sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải cẩn trọng trong cái việc đầu tư, tránh bị lừa gạt, chiếm đoạt mất cái tài sản. Thêm nữa, cái tài lộc của những người tuổi Dậu trong 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tới đây ấy, thì cũng khá là dồi dào. Cái nguồn thu nhập từ công việc thì ổn định, đồng thời nó có thêm cái nguồn thu nhập từ các việc tay trái. Những người tuổi Dậu có thể là gì đầu tư sinh lời trong thời gian này, nhưng mà cần phải hết sức thận trọng trong việc lựa chọn dự án, tránh bị thua lỗ. Con giáp này thì cũng có các mối quan hệ tình cảm khá là ổn định. Những người đã có gia đình thì sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm. Những người độc thân thì có thể gặp được cái ý trung nhân. Tuy nhiên, quý vị cũng cần phải hết sức cẩn thận khi mà lựa chọn đối tượng nhé. Và để gia tăng cái vận trình nhân duyên cũng như là bảo vệ cái may mắn tài lộc của mình ấy, thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư thì chúng ta không thể không kể đến, đó chính là những người tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất thì vẫn nằm trong cái bộ tam hội là Thân, Dậu, Tuất, nên là đây cũng sẽ là một cái thời điểm mà khá là may mắn, hứa hẹn, những cái thuận lợi nó xuất hiện và một cái tháng tràn đầy hy vọng đối với những người tuổi Tuất. Các bạn càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng thu về được những cái kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Công lao của các bạn sẽ luôn được đền đáp một cách xứng đáng. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì sẽ có một vài cái cơ hội tham gia vào các buổi hoạt động, bồi dưỡng kiến thức. Các bạn hãy nhiệt tình tham gia và tiếp thu thêm những kiến thức mới để phục vụ cái mục tiêu, cái sự nghiệp cũng như là cái sự thành công của mình trong tương lai. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới thì cát tinh nó cũng sẽ xuất hiện. Đó, nó giúp cho những người tuổi Tuất tự tin hơn, dám nắm bắt cơ hội, dám thể hiện cái quan điểm cá tính của bản thân, và từ đó cũng sẽ nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên và của mọi người xung quanh. Một số người còn chặn tay vào cái cơ hội được thăng quan tiến chức nữa. Bên cạnh đó, cái nguyệt lệnh nó ủng hộ trong tháng này nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tuất duy trì được cái trạng thái làm việc hăng hái, tích cực. Các bạn sẵn sàng nhận thêm các việc khó, học thêm những cái kiến thức mới, những kỹ năng cần thiết và không ngại thừa nhận những cái mặt còn yếu của mình. Cái thái độ ấy sẽ giúp cho các bạn phát triển nhanh chóng, gặt hái được những cái thành tích cao. Bên cạnh đó, phương diện tài lộc của những người tuổi Tuất thì cũng có những cái bước tiến triển bền vững trong cái thời điểm này. Có thể các bạn sẽ giàu nhanh chóng mặt sau một đêm, khiến cho tiền bạc dư giả, không bao giờ thiếu tiền trong túi. Với những người làm công ăn lương thì các bạn sẽ nhận được những khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao. Nếu mà chăm chỉ với các công việc làm thêm ấy, thì các bạn còn nhận thêm được những khoản thù lao xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Còn với những người làm kinh tế thì các bạn cũng xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao rộng rãi tốt đẹp,
Đây cũng là cái thời điểm thích hợp để các bạn mở rộng cái quy mô kinh doanh. Và gì quá trình mở rộng đôi khi nó gặp một vài cái trục trặc khó khăn, nhưng mà đều có quý nhân đứng ra giúp đỡ. Vậy nên là những người tuổi Tuất cũng không cần phải lo lắng. Trong thời gian này, với các bạn trẻ mà có ý định khởi nghiệp ấy, hoặc là với những người mà có ý định chuyển đổi cái công việc ấy, thì các bạn có thể tiến hành từng bước, không cần phải quá vội vàng. Chỉ cần phát huy đúng cái điểm mạnh của bản thân thì sớm muộn gì các bạn cũng có chỗ đứng trên thị trường, đồng tiền cũng sẽ ùn ùn chảy vào túi. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tuất cũng có những cái tin vui liên tiếp báo về. Các bạn đã cởi mở hơn trong cái tiếp xúc với người khác giới, thậm chí là có thể vô tình gặp được cái ý trung nhân đấy, sau những buổi tụ tập giao lưu. Vậy nên các bạn hãy gì nắm bắt lấy cơ hội này. Trong thời gian này thì các cặp đôi, các cặp vợ chồng thì cũng sẽ quấn quýt bên nhau. Các bạn cũng nên là gì tận dụng cơ hội này để hâm nóng cái tình cảm và khiến cho thì cái tình cảm nó luôn thuận lợi và hanh thông hơn. Và để gia tăng thêm may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, đúng không? Thứ 5, thứ 6, thứ 7. Đúng không? Trong 3 ngày tới chúng ta sẽ có 5 con giáp được cát tinh chiếu mệnh, được thần tài ghé thăm. Đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Tỵ, 2. Tuổi Thân, 3. Tuổi Dậu, 4. Tuổi Tuất. Đó là 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội giàu sang phú quý, sắm nhà tậu xe trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.